Dạ, xin chào quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Nhà đẹp giá rẻ bình dân của em gái miền Tây nhé. Và ngày hôm nay thì bên em chỉ còn sót lại hai căn nhà, hai căn cuối nằm bên trong, căn ngoài thì đã có chủ nhân rồi. Với một cái diện tích là ngang 4, dài 18, nhà mình sẽ có 3 phòng ngủ, 1 lầu, 2 nhà vệ sinh và có sân sau rất là thoáng mát. Đường trước nhà rộng, đường ô tô vào tới tận nơi. Thì còn hai căn thì bán thu hồi vốn với mức giá tổng là 1,5 tỷ. Cô chú anh chị nào quan tâm thì mình xuống xem mẫu nhà này mới xây hồi hôm Tết nè. Đó, thì cũng rất là rẻ mà vừa đẹp nữa. Thì được cái là gần ngay Cần Giuộc, cái này là thuộc Mỹ Lộc của Cần Giuộc cô chú anh chị mình đi tới ngã tư Gia Bảo là bên em sẽ đón quý cô chú anh chị mình vào xem. Đây, giá này là quá rẻ hời. Bây giờ mà tìm một cái căn nhà nào mà dưới 2 tỷ mà đường ô tô thì rất là hiếm nha. Thì căn nhà của mình sẽ là hướng Nam. Đó, đây là cái mẫu nhà rất là sang trọng. Trước hết thì em sẽ quay đường cho cô chú anh chị xem nè. Đây, đường trước nhà là đường đan như thế này nè. Mình có thể là đi được xe 7 chỗ vào tới tận nhà. Quá rẻ cô chú anh chị, vay được ngân hàng 50%. Giá trị nhà, lãi suất cũng đã rẻ rồi. Đầu năm mới thì em thấy cái lượng khách mua nhà rất là nhiều. Cô chú anh chị quan tâm tìm hiểu thì mình xem cái mẫu nhà nào mà nó ưng ý, phù hợp với tài chính túi tiền thì cứ alo tại kênh Nhà đất Tâm Nguyệt em gái miền Tây để được tư vấn thông tin chi tiết rõ ràng cho mình hơn ạ. Và lời nói đầu tiên thì em cũng xin gửi lời chúc sức khỏe chân tình nồng nhiệt nhất từ tận đáy lòng. Chúc quý khách mình thật nhiều may mắn, thật nhiều sức khỏe, tìm được một căn nhà ưng ý, phù hợp tài chính của mình nha. Thì đây là một cái dãy nhà phải nói là quá tuyệt vời, phải nói là rẻ chưa từng thấy. Xây dựng tường riêng, móng riêng và căn nhà nhìn kết cấu rất là dễ thương, rất là đẹp với một tông màu máy hợp rất là sang trọng. Còn một căn và hai căn cô chú anh chị, đồng hồ điện riêng, đồng hồ nước riêng, sổ hồng riêng luôn nè. Mặt dựng phía trước đó là cái kiểu của nó rất là sang, kiểu Pháp thôi chú anh chị ha. Đây, căn nhà của mình là căn này em làm mẫu chính giữa đây nè. Đó, hai bên ngoài có cổng này nha. Đồng hồ nước ở bên đây. Rồi ở đây là đường ô tô, rất là hiếm. Mình về đây sinh sống được cái là nó gần thị trấn Cần Giuộc luôn. Ngã tư Gia Bảo quốc lộ 50, từ quận 8 xuống đây tầm hơn 30 phút là tới căn nhà này rồi đó cô chú anh chị. Mình vào bên trong nhà được có sân trước cũng khá là rộng rãi để mình rửa chén bát, rửa rau nè ha. Và được ốp gạch lên cao, rất là thoáng mát. Nhà mình thì kết cấu xây dựng rất là kiên cố, bên em hỗ trợ có bảo hành nhà cho mình luôn. Hai bên lên tường được ốp gạch lên đến 1,6 m nè. Nhìn căn nhà rất là dễ thương mà rẻ quá trời luôn. Bây giờ bán một căn nhà bằng mình mua cái nền đất đó cô chú anh chị. Cái nền đất bây giờ cũng đã là 1,5 tỷ rồi. Đó, mà chi phí xây dựng lên được cũng hơn 2 tỷ. Nhưng mà cái này là bên chủ đầu tư bên em là bán kiểu như rút vốn, bán lấy vốn thôi. Còn lại hai căn bán lấy vốn cho anh chị nào đầu tư mua nhanh thì giá sẽ rẻ hơn. Giá vẫn còn bớt khi mà mình xuống xem thiện chí, mình chốt nhanh thì bên em sẽ ưu tiên một cái mức giá rẻ hơn thị trường rất là nhiều, với mức giá tổng 1,5 tỷ, vẫn còn bớt anh cô chú anh chị sổ hồng riêng biệt, đất ở đô thị luôn nè. Cái này là mình đi theo tuyến đường quốc lộ 50, nó gần thành phố quận 8 và Bình Chánh nhất luôn. Từ kết cấu cầu thang rất là sang trọng, có phòng ngủ ở dưới nữa nè. Bây giờ bỏ ra 1,5 tỷ mình mua một căn nhà có 3 phòng ngủ, quá tuyệt vời cho đại gia đình ở luôn. Nhà hướng Nam mát mẻ cực kỳ, phòng ngủ ốp gạch lên cao 1,6 m, cửa được làm từ nhôm xi pha ha. Đây là cơ hội để mà mình mua nhà ở với mức giá rẻ, và chúng ta sẽ có được một cái pháp lý rõ ràng. Cô chú anh chị mình đến với kênh Nhà đất Tâm Nguyệt sẽ an tâm hơn, vì bên vợ chồng Tâm Nguyệt là đầu tư và xây dựng tại khu vực Cần Giuộc, Bến Lức và Tân Kim, giáp ranh với Bình Chánh là 4 đến 5 cây số. Chuyên xây dựng nhà vườn là nhiều nhất. Ví dụ mình muốn tìm nhà vườn cứ liên hệ tại kênh Nhà đất Tâm Nguyệt. Tìm nhà phố, nhà giá rẻ dành cho công nhân, bên em thì luôn luôn cập nhật mẫu mã đa dạng để cho quý cô chú anh chị mình có thể dễ tìm hiểu, cũng như đăng ký kênh mình theo dõi, mình không mất quá nhiều thời gian trong quá trình tìm nhà. Bây giờ thời buổi hiện đại rồi cô chú anh chị ơi, mình chỉ xem trên video thấy ưng là mình xuống mình coi, đúng như những gì trong video mà em quay rất là chân thật, thực tế, mong muốn gửi đến cô chú anh chị mình những cái mẫu nhà giá rẻ phù hợp tài chính, cũng như là mình sẽ không mất quá nhiều thời gian đi xem nhà. Kênh chuyên bán nhà uy tín đấy cô chú anh chị ha. Đây là không gian phía sau mình có khoảng sân như thế này nè, rất là tuyệt vời. Sở hữu tìm đâu ra một căn nhà 3 phòng ngủ quá rẻ, chỉ cần thanh toán từ 600 triệu còn lại bao nhiêu thì ngân hàng cho vay. Đó, cô chú anh chị thấy mẫu này thấy sao? Em thấy rất là rẻ, mà đây là cơ hội, chỉ còn có 2 căn thôi. Bây giờ là không còn nhà giá mà rẻ này nữa rồi, hết luôn rồi cô chú anh chị. Bán từ đầu năm tới giờ khách hàng xuống mua rất là nhiều, khách mua ở, mua đầu tư, mua rất là nhiều luôn. Đó, cô chú anh chị mình xem qua thấy hợp lý thì liên hệ đến em để được tư vấn rõ ràng, đừng ngần ngại nhé. Và cảm ơn tất cả quý cô chú, anh chị nè, quý khách hàng đã đồng hành cùng kênh Nhà đất Tâm Nguyệt khoảng 10 năm qua. Thì bên em chuyên đầu tư và xây dựng bán nhà thực tế, mong muốn là tạo dựng một thương hiệu uy tín. Nhà vườn Tâm Nguyệt luôn luôn đem đến cho cô chú anh chị một trải nghiệm tuyệt vời. Khi đến bên em mua nhà của em sẽ an tâm về mặt pháp lý nè, mẫu mã đa dạng, cô chú anh chị sẽ hài lòng ha. Đấy. Và trên lầu này nè thì em thấy có 2 phòng ngủ nè, phòng cũng khá là to ha, trần trên cao rất là đẹp luôn, nhà vệ sinh nữa nè, đầy đủ công năng cho gia đình sử dụng. Tính ra căn nhà này mình ở được khoảng là 5 thành viên nha, 2 vợ chồng, 2 đứa con, ông bà thoải mái, tài chính trong tay chỉ cần 1,5 tỷ chốt ngay căn nhà này, cam kết rẻ nhất đầu năm, không có chỗ nào rẻ hơn đâu. Tuy cô chú anh chị mình thấy 1,5 tỷ nhưng mà khi xuống đây bán rẻ hơn thì sao? Nên hãy gọi điện để được xem nhà. Và căn nhà xây dựng rất là kiên cố, khu dân cư đông đúc, đối diện nhà mình là khu sân vườn, nhà vườn luôn nữa nè. Đó, gần ngay quận 8, bến xe quận 8 nè, quốc lộ 50, cầu Ông Thìn, Bình Chánh, xuống đây ngã tư Gia Bảo rất là gần. Mến chúc quý cô chú anh chị sớm mua được căn nhà rẻ như thế này nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những cái mẫu nhà tiếp theo nha.